Check-in Grandworld Phú Quốc, thành phố không ngủ trên đảo Ngọc có gì và cập nhật giá vé mới nhất của Grandworld Phú Quốc 2021. Bạn đã sẵn sàng nâng cấp kỳ nghỉ với hàng loạt những trải nghiệm rất gì và này nọ ở Grandworld Phú Quốc hay chưa? Tin tức về sự ra đời của thành phố không ngủ Grandworld trong những nửa đầu năm 2021 đã khiến cho hàng loạt những diễn đàn yêu du lịch Phú Quốc xôn xao hẳn. Và bạn có biết là Grandworld Phú Quốc ở đâu không? Vì sao Grandworld Phú Quốc được dự đoán là cái tên chứa đựng nhiều điều bất ngờ nhất ở đảo Ngọc? Và giá vé Grandworld Phú Quốc là bao nhiêu? Hãy để Blog Travel Việt bật mí cho bạn về những điểm đến hot hòn hòn này nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua đôi nét về Grandworld Phú Quốc. Vì sao phải lăn tăn giữa việc đi du lịch nước ngoài hay là vi vu nội địa khi bạn chắc chắn có được những trải nghiệm ưng ý ở Grandworld Phú Quốc nhỉ? Giải thích một cách đơn giản là đây là một tổ hợp vui chơi giải trí, ăn uống, nghỉ dưỡng, mua sắm, trình diễn nghệ thuật v.v. Nói chung đa dị năng. Với hàng loạt những hoạt động đầy hứng khởi diễn ra suốt 24/7 và không có ngày nghỉ. Sở hữu diện tích lên đến 85 hectare, Grandworld Phú Quốc là nơi bạn được thả hồn theo dòng sông tĩnh lặng giữa phố phường Venice cổ kính, ăn uống thả ga ở phố Thượng Hải thu nhỏ hay là thưởng thức chương trình nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện đẹp độc lạ. Các lễ hội văn hóa từ truyền thống đến hiện đại cũng là mảnh ghép sắc màu tạo nên nét đẹp đa diện đầy cảm hứng tại Grandworld Phú Quốc. Grandworld Phú Quốc trực thuộc siêu quần thể Phú Quốc United Center. Và từ đây thì du khách du lịch Phú Quốc sẽ dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm nổi tiếng như là VinWonder Phú Quốc nè, vườn thú bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc, hoặc là Almas Phú Quốc, Vinpearl Convenience Center, VinHolidays Infinity Phú Quốc hoặc là Casino Corona. Vậy bạn có biết siêu quần thể Phú Quốc United Center là gì không nào? Sành sỏi về VinWonder Phú Quốc hay là Vinpearl Safari Phú Quốc? Thế nhưng bạn đã cập nhật tin tức mới nhất về đất mẹ Phú Quốc United Center chưa? Giải thích một cách đơn giản thì Phú Quốc United Center là một siêu quần thể vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, phiêu lưu và mua sắm hàng đầu Đông Nam Á. Với tổng diện tích lên tới 10.000 hectare thì Phú Quốc United Center bao gồm cả VinWonder Phú Quốc, Vinpearl Safari Phú Quốc, Grandworld Phú Quốc cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao thuộc hệ thống Vingroup. Nơi đây hứa hẹn sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch không ngủ đầu tiên tại Việt Nam và cực kỳ hợp cả với hội mê xe dịch thích review nè. Và thông tin chi tiết về siêu quần thể Grandworld United Center thì Blog Travel Việt sẽ review chi tiết trong các video sau nha. Giờ thì mình quay lại với thành phố không ngủ Grandworld Phú Quốc thôi nào. Và sau đây Blog Travel Việt sẽ bật mí cho bạn biết các hoạt động hấp dẫn tại Grandworld Phú Quốc nha. Đầu tiên đó là thăm thú bảo tàng gấu Teddy Bear, Teddy Bear Museum. Lấy cảm hứng từ chiếc bánh vòng donuts ngọt ngào thì bảo tàng gấu Teddy Bear tại Grandworld Phú Quốc lưu giữ nhiều hiện vật quý giá và tái hiện chuyến phiêu lưu hài hước của nhà thám hiểm tài ba Teddy John. Du khách nhỏ tuổi chắc chắn sẽ bật cười thích thú khi lắng nghe câu chuyện về sự ra đời của chú gấu Teddy thường cùng mình đi ngủ mỗi đêm đấy nha. Và giá vé tham quan bảo tàng gấu Teddy Bear tại Grandworld Phú Quốc như sau: người lớn tính theo chiều cao từ 1m4 là 200.000 đồng một vé, trẻ em từ 1m đến dưới 1m4 là 150.000 đồng. Và giá vé tham quan bảo tàng Teddy Bear của người cao tuổi là 200.000 đồng, với em bé dưới 1m thì miễn phí nha. Và hiện tại Grandworld Phú Quốc mừng chương trình khai trương khuyến mãi từ ngày 21 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 9 sẽ áp dụng chương trình tặng kèm voucher Grandworld là 50.000 đồng một khách, kể cả người lớn, trẻ em và người cao tuổi các bạn nhé. Và hoạt động hấp dẫn tại Grandworld Phú Quốc tiếp theo cần phải kể đến đó là chu du Venice thu nhỏ. Từ nay nếu như bạn muốn check-in sang chảnh thì cũng không cần phải đến nước Ý xa xôi nữa đâu, mà thay vào đó thì hãy đến Grandworld Phú Quốc nha. Nét quyến rũ cổ kính và lơ đãng của nước Ý chưa bao giờ được khắc họa tinh tế đến vậy. Ở The Charm of Venice, bạn có thể lạc trôi giữa dòng kênh đào dài 400m, giữa các dãy nhà có ô cửa sổ lớn rực rỡ sắc màu, và đừng bất ngờ nếu nghe ai đó cất giọng hát opera thánh thót nha. Nói cho cùng thì mọi trải nghiệm tuyệt vời nhất có thể ở Grandworld Phú Quốc mà thôi. Và đặc biệt các bạn đừng bỏ lỡ show diễn sắc màu Venice diễn ra vào lúc 8 giờ 15 phút mỗi tối hàng ngày tại Grandworld Phú Quốc nha. Bạn sẽ được chìm vào không gian giữa lòng đảo ngọc mơ mộng, một Venice thu nhỏ sẽ được tái hiện với hoạt động nghệ thuật ấn tượng và các màn trình diễn đầy màu sắc. Và giá vé đi thuyền trên sông Venice tại Grandworld Phú Quốc như sau: người lớn là 150.000 đồng một vé, trẻ em 150.000 đồng một vé và người cao tuổi vẫn đồng giá 150.000 đồng một vé các bạn nhé. Và cũng như vậy, mừng khai trương Grandworld Phú Quốc từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 sẽ áp dụng chương trình tặng kèm voucher Grandworld là 50.000 đồng một khách. Và tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới một khu vực khá là ấn tượng tại Grandworld Phú Quốc. Đây được xem như là thiên đường sống ảo dành cho du khách du lịch Phú Quốc khi đến với Grandworld. Đó chính là công viên nghệ thuật đương đại Urban Park.
Khi đã chán chê những chiếc cầu đá ở Venice thu nhỏ thì xin mời bạn đến với Urban Park, nơi mà sức sáng tạo của con người hòa nhịp đồng điệu cùng với thiên nhiên Phú Quốc, đất mẹ, suối tóc, nguồn sống v.v. chỉ là vài cái tên nổi bật trong hàng loạt các tác phẩm nghệ thuật đương đại mà bạn sẽ được chiêm ngưỡng tại Ringworld Phú Quốc. Nói nhỏ nè, Urban Park là đứa con tinh thần của ERMS, công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng từng cho ra mắt nhiều công trình nổi bật ở Universal Studio và cao nguyên Genting đấy. Và một tin vui nữa là công viên nghệ thuật đương đại Urban Park tại Ringworld Phú Quốc sẽ mở cửa cho du khách tham quan miễn phí nha. Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới quảng trường Tropicana. Đang yên đang lành đi du lịch Phú Quốc mà bỗng nhiên thèm quẩy thì làm thế nào nhỉ? Thế thì hãy nhanh nhanh xe dịch đến quảng trường Tropicana, nơi các hoạt động giải trí diễn ra 24/7. Tropicana Square có sức chứa lên đến 10.000 du khách và dự kiến tổ chức trên dưới 12 đại nhạc hội hàng năm. Giờ đây thì bạn có thể mơ mộng về những sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế như là Coachella, Rock in Rio hay là CZ rồi đấy. Quảng trường biển chính là mảnh ghép cộng hưởng để tạo năng lượng hội hè bất tận tại Ringworld Phú Quốc và Phú Quốc United Center, siêu quần thể nghỉ dưỡng giải trí, trải nghiệm văn hóa đẳng cấp thế giới đầu tiên tại Việt Nam này đó. Một hoạt động đặc sắc khác khi đến với Ringworld Phú Quốc mà không ai muốn bỏ lỡ đó chính là tham gia show diễn tinh hoa Việt Nam. Màn trình diễn thực cảnh bằng công nghệ hiện đại lớn nhất Việt Nam với 2.920 mini show ban ngày và 365 show ban đêm, quy mô sân khấu lên đến 11.200m2 và hơn 300 diễn viên múa. Và dưới bàn tay tài hoa của ông Hoàng Thực Cảnh Việt Tú, vở diễn tinh hoa Việt Nam hứa hẹn sẽ gây choáng ngợp với cả quy mô khổng lồ và công nghệ trình diễn tân tiến bậc nhất thế giới trên chất liệu tinh túy văn hóa Việt Nam. Lấy bối cảnh là thành Thăng Long cổ nhộn nhịp, tấp nập ngựa xe, tinh hoa Việt Nam với hơn 20 công trình trải nghiệm tái hiện hàng chục hoạt động văn hóa cổ xưa xuyên suốt 300 phút biểu diễn mỗi ngày chính là điều đỉnh cao của nghệ thuật mới. Và giá vé show diễn tinh hoa Việt Nam tại Ringworld Phú Quốc như sau. Giá vé của người lớn là 300.000 đồng, giá vé trẻ em là 230.000 đồng và giá vé người cao tuổi là 300.000 đồng. Một địa điểm khác không thể bỏ lỡ khi đến với Ringworld Phú Quốc đó chính là Huyền Thoại Tre, tọa lạc ngay chính giữa quảng trường, nơi thu hút ánh nhìn và là điểm check-in đầu tiên cho du khách khi đến với Ringworld Phú Quốc. Thì Huyền Thoại Tre lại một lần nữa khẳng định với du khách du lịch Phú Quốc và thế giới đây là công trình của người Việt, tinh thần của người Việt. Và công trình Huyền Thoại Tre tại Ringworld Phú Quốc được kết hợp từ 32.000 cây tầm vong từ Tây Ninh được chọn kỹ càng để đảm bảo tính thẩm mỹ và bền vững. Công trình có chiều cao gần 15m và diện tích lên đến 700m2. Phía dưới chân công trình tre còn được thiết kế một bể cảnh rộng 700m2 tạo nên mặt phẳng như gương, tạo hiệu ứng phản xạ và khiến cho công trình trở nên lung linh hơn trên mặt nước. Và bật mí cho các bạn biết luôn là cha đẻ của Huyền Thoại Tre là kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, một trong những ít ỏi kiến trúc sư danh tiếng về tre trên toàn cầu. Và trong công trình này thì sự kết hợp vô cùng tinh tế giữa các biểu tượng đặc trưng của Việt Nam đó gồm hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, trống đồng Đông Sơn, bảo vật tinh hoa văn hóa Việt Nam cổ và tre đậm chất văn hóa Việt, thanh cao giản dị, ý chí như người Việt Nam. Và hoạt động đặc sắc cuối cùng tại Ringworld Phú Quốc mà các bạn không thể bỏ qua đó là tham gia dạo chợ đêm Ringworld Phú Quốc. Vậy chợ đêm Ringworld Phú Quốc có gì khác biệt? Bạn biết không, ở Ringworld Phú Quốc thì có hai khu chợ đêm. Đầu tiên là khu chợ đêm tại phân khu Indochine. Đây là khu chợ đêm được phân bố ngay dọc các tuyến đường chính của phân khu Indochine Ringworld Phú Quốc. Tại chợ đêm Ringworld, phân khu Indochine với 138 quầy hàng ẩm thực, mua sắm, đồ dùng thủ công mỹ nghệ và các hoạt động biểu diễn sôi động xuyên đêm sẽ thắp sáng cuộc sống về đêm trên đảo Ngọc Phú Quốc. Tại đây thì du khách du lịch Phú Quốc sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn đường phố sôi động rực rỡ sắc màu, khởi động cho một đêm vui chơi không ngủ. Và các hoạt động đặc sắc tại chợ đêm Indochine Ringworld Phú Quốc gồm có bikini show vào tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, nghệ thuật đường phố theo mùa, lễ hội chào hè chào xuân tưng bừng. Và các bạn biết không, chợ đêm Indochine tại Ringworld Phú Quốc thì hoạt động xuyên đêm, bắt đầu từ 5 giờ chiều cho đến 2 giờ sáng ngày hôm sau. Và kế bên đó thì còn có khu chợ đêm đặc sản vùng miền tại phân khu Sang Hai. Đây là khu vực chợ đêm ngay khu vực bảo tàng gấu Teddy hướng ra ở quảng trường Vinh Quang thuộc phân khu Sang Hai Ringworld Phú Quốc. Và thời gian hoạt động của chợ đêm này là từ 4 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm. Và bên cạnh đó thì tại Ringworld Phú Quốc còn có một tổ hợp mua sắm đa văn hóa với rất nhiều shop house. Vừa mua sắm thỏa thích, vừa ngắm nhìn phố phường châu Âu Trung Cổ, Thượng Hải, Đông Dương, Địa Trung Hải là trải nghiệm hứng khởi đối với bất kỳ ai. Ở Ringworld Phú Quốc thì tổ hợp mua sắm được phân chia thành nhiều khu vực với chủ đề riêng biệt, chắc chắn sẽ khiến cho bạn không khỏi trầm trồ thích thú. Và đừng quên diện trang phục bắt mắt để hòa hợp với phong nền chất chơi này nhé. Và còn rất nhiều bí mật khác ở Ringworld Phú Quốc đang chờ bạn khám phá. Chưa đi đã thấy thích, đây đích thị là cảm giác của đông đảo du khách khi nói đến Ringworld Phú Quốc rồi đúng không nào?
và Rainbow Phú Quốc dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 21 tháng 4 năm 2021. Và nếu như bạn muốn được cập nhật thêm nhiều tin tức mới về Rainbow Phú Quốc thì hãy nhớ đăng ký, like, share những chuông ở kênh Blog Travel Việt nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.